Sáng nay ngày mùng 7 tháng 12 năm 2017, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh có về thị xã Từ Sơn thăm vườn cảnh của anh Nguyễn Văn Hưng, xã Phù Trần, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Một tác phẩm đầu tiên mà Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn ở vườn cảnh anh Hưng là tác phẩm Xanh Dáng Trực. Đây là một cây xanh, dòng xanh Nam Điền. Sau khi chúng ta quan sát bóng dáng tổng thể của một cây xanh dáng trực rất là hoàn hảo như thế này, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng những cái giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Đến với vườn cảnh anh Nguyễn Văn Hưng, một cái đặc biệt khi chúng tôi quan sát một vườn cảnh rất nhiều những tác phẩm xanh. Toàn là xanh Nam Điền hết. Và đối với tác phẩm Xanh Trực mà chúng ta đang chia sẻ đây, tôi thấy có những cái nét này rất là đặc biệt. Nói về thân bệ của tác phẩm, chúng ta cũng đã cảm nhận một màu đồng, màu vàng và một chân đế rất vững chắc. Thân bệ của tác phẩm rất là tinh mịn, trau chuốt. Số rễ anh chia ra ở những tay cành xuống một cách rất hợp lý, không rối. Tại thời điểm này anh Hưng vừa với vặt dăm, vặt lá xong cách đây một thời gian cho nên là lộc cũng đã lên. Nhưng mà với cái tán lộc này mới non cho nên là bông tán cũng chưa được dày lắm. Nhưng mà chúng ta đã cảm nhận là một tác phẩm xanh này sau khi bông tán dày lên thì rất là đẳng cấp. Khi chúng tôi di chuyển từ Hà Nội lên đến thị xã Từ Sơn, thời tiết đã rất xấu, mưa dày. Nhưng khi về đến nhà anh Hưng thì cũng rất may là đến bây giờ vẫn có hạt mưa, nhưng mà mưa lất phất, mưa nhẹ. Cho nên tôi vẫn tác nghiệp được.
Và cũng là vô tình tôi có hỏi anh Hưng là cây này thì có giá trị không anh, thì anh lại hỏi ngược lại tôi một câu mà tôi thấy rất là một sự vô tình và chân thật. Anh có hỏi tôi là chú ơi chú, theo chú Đỗ Sinh thì chú đi nhiều nơi, chú có am hiểu về giá cả của từng vùng miền và từng chất lượng cây, thì theo chú thì cây này của cháu có nổi được 300 triệu không chú? Tôi cũng chỉ dám nói là cái này thì cũng tùy, giá cả là do giữa người mua và người bán theo ý thích của từng người, theo cái đam mê và cái nhận định về cây của tùy đối tượng. Chúng ta chia sẻ lên ống kính của Hương sắc Đỗ Sinh, chúng ta cũng muốn là có những cái đánh giá để nhận định với tác phẩm Xanh Giáng Trực của anh Nguyễn Văn Hưng như thế này. Và bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu tiếp với các bạn một tác phẩm xanh bên cạnh. Đó là tác phẩm xanh Long Phá. Tôi muốn giới thiệu với các bạn tác phẩm xanh Long Phá này là như anh Hưng có nói là đây chính trước nó là một cây xanh giáng long. Sau khi anh mua về anh có phá tán và biến thành những cây mà có cái dáng vóc tổng thể khác đi. Khi làm video chia sẻ vườn cảnh anh Nguyễn Văn Hưng từ Sơn Bắc Ninh, phóng sự Hương sắc Đỗ Sinh sẽ cho số điện thoại của anh phía dưới màn hình. Trong khi xem, các bạn mà muốn quan hệ giao dịch và chia sẻ với anh Hưng sẽ căn cứ vào số điện thoại đó để chúng ta trao đổi trực tiếp. Nhà anh Hưng không gian cũng không được rộng và mật độ cây của anh cũng sát nhau, cho nên làm công tác chia sẻ này cũng hơi bị gò bó. Nhưng cố gắng phóng sự Hương sắc Đỗ Sinh sẽ đặt máy ở những góc độ khác nhau, ép vào để chúng ta có thể cảm nhận được hết những giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
Và khi Đỗ Sinh vào thăm vườn cảnh, anh Hưng cũng có nói ngay là cây phôi này, cây xanh này cháu vừa mua 25 triệu. Với video này chúng ta cũng cùng thưởng thức cái cây xanh mà anh Hưng vừa mua cách đây 3 tháng với giá 25 triệu. Anh nói rất thật ngay, cháu mua về thì cái phần trên của nó bị chủ nhà không quan tâm đến, nó cháy, cháu lột bỏ và bôi keo. Và nhất là cái tay đưa lên để làm ngọn thì đã bị gãy, thì cháu sẽ đang xử lý để đón những cái điểm thuận lợi lên nuôi để làm quả phúc. Đây là cái giá trị thực anh Hưng vừa mua cách đây 3 tháng, một cây xanh 25 triệu. Chúng ta cũng cùng thưởng thức luôn. Anh Hưng là người rất trẻ tuổi nhưng mà cứ rất là đam mê. Qua nói chuyện anh cũng nói là những cái thời gian mà hoàng kim của sinh vật cảnh, những cái năm 2010 đến 2011, anh cũng trao đổi mua bán được nhiều tác phẩm. Và với tác phẩm xanh anh Hưng vừa mua 25 triệu như thế này, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc video đầu tiên chia sẻ vườn cảnh nhà anh Nguyễn Văn Hưng, Từ Sơn, Bắc Ninh, để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.